Ở thành phố thì đường xá cũng như nhau. Đường xá ở thành phố thì được cái là rộng hơn, nhưng mà xe cộ thì đông hơn, cho nên khi mà chạy xe ở trong những thành phố lớn rất là stress luôn, tại vì mình phải căng mắt ra mình nhìn mọi thứ. Còn khi mà chạy xe qua những cái đường quê này nè thì mình thấy rất là thoải mái. Đó, các bạn nhìn thấy những ngôi nhà nè, những ngôi nhà ở làng quê. Ở thôn quê thì nhà thưa thưa hơn, còn ở trong những thành phố thì những ngôi nhà chung cư sát 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 nhau, cũng giống như là ở Việt Nam mình á các bạn, cũng mới dính liền vào nhau rồi, không có nhiều cây cối như là ở thôn quê. Mình vừa chạy ra khỏi ngôi làng, thường ở những làng quê thì trồng rất là nhiều cây táo. Các bạn nhìn thấy những cái cây lùng lùng mà xòe xòe ra đó là những cây táo. Những con đường làng thì thường được phép chạy tối đa là 130 km một giờ. Trừ khi mà các bạn nhìn thấy biển báo thì mình mới phải chạy chậm hơn thôi. Còn nếu không thì mình được chạy 130 km một giờ. Ở đây là một cái làng kế tiếp. Cứ chạy một đoạn khoảng chừng cách 2 đến 3 km thì lại có một ngôi làng. Các bạn thấy ở Đức thì cây cối rất là nhiều ha. Dù là ở đường làng, đường quốc lộ hay là đường cao tốc thì ở hai bên cũng đầy cây xanh. Khi mà mùa đông thì cây trụi lá hết thì nhìn rất là khô khan, mùa hè thì nhìn rất là xanh mát. Bây giờ thì mình lại đến một ngôi làng kế tiếp. Các bạn nhìn thấy nhà cửa ở Đức thì cũng không có gì đặc biệt. Theo mình thì mình thấy những ngôi nhà nhìn rất là xấu, không có đẹp như là những kiểu nhà mới ở Việt Nam hoặc là ở Mỹ. Bởi vì do thời tiết, do mùa đông rất là khắc nghiệt. Mùa đông thì tuyết rơi rất là nhiều, cho nên những ngôi nhà là thường là phải rất là chắc chắn và mái là bao giờ cũng phải thật là dốc để tránh trường hợp mà tuyết rơi nhiều đó. Nó nằm trên cái mái nhà và nó có thể nguy cơ là đè sập mái. Nhà ở Đức thì có rất là nhiều cửa sổ. Các bạn nhìn thấy ngôi nhà nào cũng có cực kỳ nhiều cửa sổ luôn. Bình thường là cứ mỗi một phòng là có một cửa sổ hoặc là hai cửa sổ. Bất cứ phòng nào, phòng bếp, phòng khách, phòng toilet, phòng ngủ, tất cả đều có cửa sổ. Bởi vì người Đức rất là thích ánh sáng tự nhiên, làm nhiều cửa sổ để có nhiều ánh sáng. Đó cũng là một cách tiết kiệm điện nữa các bạn, để không phải dùng nhiều điện á.